Đoạn clip ghép mặt Sơn Tùng MTP và Jack đầy phản cảm này đã khiến các cộng đồng fan Zom lên tiếng chỉ trích. Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ trước clip ghép mặt Jack vào vai người cưỡi, còn mặt Rose Blackpink lại vào vai con heo. Hành động phản cảm này nhận phải không ít lời chỉ trích. Những fan Zom đom đóm chân chính cũng vô cùng bức xúc khi ít nhiều gây ảnh hưởng đến Jack. Khi cộng đồng mạng còn chưa hết xôn xao vì đoạn clip thì mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip với hình ảnh tương tự nhưng lần này lại thay đổi vị trí. Sơn Tùng MTP là người cưỡi trong khi đó Jack bị ghép vào mặt con heo. Việc liên tiếp có những hành động ghép mặt nghệ sĩ vào clip phản cảm đã khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều tranh cãi. Ngay sau khi clip lên sóng, đã có hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ đối với chủ nhân của đoạn clip. Trong đó, một bộ phận fan Zom Sơn Tùng là Sky đã lên tiếng thay mặt xin lỗi Jack và cộng đồng đom đóm. Mặt khác, cũng có một số ý kiến cho rằng đoạn clip này không bắt nguồn từ fan Sơn Tùng MTP mà chỉ đơn giản muốn mang mác fan để hứng sự chỉ trích vào nam ca sĩ. Hiện đoạn clip đã thu về đến hơn 1,5 triệu lượt xem trên ứng dụng Vi. Một số bình luận của cộng đồng mạng: sao cứ thích đem họ ra làm trò đùa thế? Vui lắm à? Trước khi đăng cái gì lên hãy nghĩ xem có ảnh hưởng đến người khác không nhé. Sky chúng tôi xin lỗi Jack và đom đóm. Chắc chắn làm clip này để fan hai bên oánh lộn. Bớt đi. Đừng kéo thêm anti fan cho bất kỳ ai nữa. Có thể thấy sau clip ghép mặt Jack và Rose, một bộ phận anti fan quá khích đang tỏ ra thích thú với những hình ảnh phản cảm này và tiếp tục ghép mặt nhiều nghệ sĩ vào đoạn clip. Đây là hành động vô cùng đáng lên án khi không chỉ tạo vô chiến tranh giữa các fan do mà còn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của nghệ sĩ. Thiết nghĩ, việc làm thiếu tôn trọng này nên chấm dứt thay vì ngày một nhân rộng và nhận được lượt xem nhiều như hiện tại. Like và follow để theo dõi tin nóng hàng ngày.